lơ mấy chị yêu nha. Thấy đống đồ của em sao không? Đó, thấy đống đồ không? Thấy cái đống đồ cho mấy chị. Em mới khách mới qua nhà mua đó mấy chị. Thành bởi vậy nên em bữa nay em lên hơi trễ đó, khách mới qua nhà mua, em lên hơi trễ. Em lên hơi trễ nha. Lên xem live stream mấy chị yêu ơi. Xem live stream với Mai Nguyễn nè. Đợi em xíu nha mấy chị yêu. Em làm này cái rồi cái mình vô like nha mấy chị. Đợi em xíu chị yêu ơi. Em vô em mấy cái rồi mình nãy nha. Xem lấy chim mấy chị ơi. Xem lấy chim đôi. Xem lấy chim ủng hộ bé nha. Hello chị yêu. Hello chị yêu. Hello chị yêu nha. Để em chia sẻ bên đây cái nữa. Để em xíu. Mấy chị vô like, mấy chị cho em xin thả cho em trái tim với thả cho em nút like đi. Em cảm ơn mấy chị yêu. Thả cho em trái tim với thả cho em nút like đi. Em cảm ơn mấy chị yêu nha. Không cần phải chia sẻ đâu mấy chị. Mấy chị thương em, mấy chị chia sẻ cho em một lần thôi cũng được. Còn không thì mấy chị cứ cho em xin một trái tim với cho em nút like được rồi. Không cần phải chia sẻ nhiều. Chia sẻ cho em một lần là yêu thương em. Chia sẻ một lần là đủ. Chỉ cần mỗi chị một lần thôi là đủ mấy chị ha. Chỉ cần vậy thôi mấy chị. Một lần thôi là đủ mấy chị. Nhiều quá em bán đắt làm sao. Nhiều quá mất đắt sao đúng không? Một lần thôi đủ rồi. Mấy chị thấy chảnh chó cho mấy chị. Thấy chảnh chó chưa? Chảnh hà. Vô đông đông vui xem vui mấy chị ha. Để xíu à, đợi em xíu nha. Xíu nữa vui ha. Vui cho vui ha.
bữa sinh nhật bé mà bữa sinh nhật bé mà quên tặng cho bé cái gì đó ha, bữa sinh nhật bé mà em quên tặng, bữa gửi đồ chị mà em quên tặng quà cho bé, bữa sinh nhật bé mà em quên tặng quà cho bé chị heo đất, để bill sau đi, bill sau em tặng quà cho bé nha. Sinh nhật mà quên tặng rồi, sinh nhật mà quên tặng gì cho bé vui vui, gửi đơn xong rồi mới nhớ, gửi đơn xong mới nhớ, trời ơi, quên tặng quà cho bé, cho tặng gì cho vui vui thôi, không có lớn lao gì mà nó vui được hả chị ha. Bill sau em tặng quà cho bé ha. Bill sau đi em gửi cái gì nho nhỏ cho bé quà sinh nhật của bé cho vui. Mạng còn giật giật không mấy chị yêu, mạng nó còn giật giật không? Dạ, tại bữa em quên á, đầu óc nó nhớ mình quên hả chị, không nhớ gì chứ, đầu óc nhớ mình quên à, không có nhớ đâu. Nhiều khi mấy chị cũng không có cần món quà của em đâu, nhưng mà vui mấy chị, vui là chính đó mấy chị ha. Bữa nay em đang ngồi đây nè, hồi sớm giờ em mới bán đồ cho khách xong nè, giờ đồ ở đây có diệm lai đó luôn. Đây cái áo trắng này em có xây từ 8 kg, xây từ 8 kg tới 40 kg, 8 kg tới 40 kg, 8 kg tới 40 kg. Áo này em bán cho mấy chị 59-69, đẹp lắm nha, quẩy đẹp lắm, kiểu cũng đẹp nữa, mãi khách mua á, cho nên còn đây giờ em bán cho mấy chị nha. Xe nhí 59, xe đại 69, áo trắng em có xe từ 8 kg tới 40 kg, comment cho em. Áo vải gờ vô mướt mịn luôn, comment cho em xem. Chia sẻ quá trời rồi mà mấy chị sao mấy chị bên trang kia chưa qua ta ơi, buồn quá vậy, sao mà buồn quá vậy. Đợi xíu Facebook nó nhắc mấy chị kia, cái mấy chị kia vô mấy chị yêu. Đây set jeep em có xây từ 10, bận quần bận ở trong quấy mấy chị, nó bán một lóc vậy nè, một lóc gì ba cái, xây nhỏ, xây ví dụ như xây chừng 20 kg, 18 kg đổ xuống á, 18 kg đổ xuống là 50 ngàn, 28 kg đổ xuống là 55 ngàn. Ba 37 kg đổ xuống là 60 ngàn nha mấy chị, 50, 55, 60, quần chip, quần bận trong đầm á, quấy mấy chị, bận trong quấy á, dễ thương lắm, thô thun này bận mát lắm, thun cô tâm cô giảng nè, mát lắm, bận chung đầm nha, ở trong bận trong cái đầm á mấy chị yêu, trong đầm á dễ thương. Nó đây em có gì em bán đó mấy chị, em đang ngồi trong cái đống đồ của em nè, em ngồi đây em có gì em bán đó. Mạng nó có giật giật không chị yêu đó, mạng có giật giật không chị coi được không, hôm qua nó có giật không ai vô coi được trơn á, nay có giật giật không? Bữa nay em mới làm việc lại bên FPT rồi đó. Làm việc lại đó, ta kiếm tiền hà mà giật hà, ta kiếm tiền không có được à. Dạ, vậy chắc bữa nay bình thường lại đó, chứ bữa là giật. Nè áo trắng này em sale 59-69 mấy chị, vải đẹp mát lắm, 59-69 em có xây từ 8 kg tới 40 kg, 8 kg tới 40 kg, 8 kg tới 40 kg nha. Về mình phối với áo này, phối với cái gì cũng được, mình mua về phối với gì cũng được nha mấy chị yêu. Áo trắng thích thì comment cho em áo trắng kèm số ký. Một cái đầm ruốc có sân tia là sao, cái này em đang ngồi ngay trong đóng đồ em mới bán cho khách á, có gì em sale, có gì em like đó.
có gì em like đó người mới chịu. Có gì là em like đó, đây em đang ngồi ở đây có gì em like đó. Phan Tia nè, dễ thương lắm. Em có xây từ 8kg tới 24kg, 8kg tới 24kg, dễ thương không mấy chị này. 8kg tới 24kg. Đầm này 79.000. Đầm này 79.000 mấy chị. Cái đầm này có 79.000 thôi. Mấy chị thấy đáng đồng tiền mua. 79.000 cái đầm. 79.000 cái đầm bé gái nha, mẫu mới của em nha. 79.000 cái đầm bé gái. Em có xây từ 8kg tới 24kg. 8kg tới 24kg. 24kg thì bé nào hơi nghiêng về chiều cao giúp em nha. Còn hơi bé nào hơi tròn tròn thì 22-23kg thôi. 22-23kg thôi. Đây. Ở đây là chỗ này là thiêu mấy chị. Chỗ này ơi in chứ, chỗ này in nha. Chỗ này in. Đẹp không? Với đây kết kết nè mấy chị. Trái trâu nè. Dễ thương không? Trái trâu nè. Trái trâu nè. Dễ thương lắm. Ở dưới thì ở dưới là đuôi cá. Cái đầm này mát lắm, mặn mát lắm, bãi mát lắm. 79.000 cái đầm này, trời ơi, cái đầm 79.000 mấy chị. Mấy chị có tin nổi cái đầm 79.000 không? Em bán á, em bán mà em còn không tin em bán. Em bán mà em còn không tin em bán 79.000 luôn á, thiệt luôn mấy chị. Quá đẹp lắm. Đầm này không có vấn đề gì hết nha mấy chị. Hôm qua em thương mấy chị em bán cái giá cho nó rẻ rẻ xúc cho mấy chị thôi, chứ đầm nó không có vấn đề gì hết. Đây bộ này em còn một bộ, em có một bộ một size 20kg, một bộ size 20kg. Em xem với chị bộ này 79.000, vải đẹp lắm. 79.000. Comment cho em bộ đỏ. Cái đầm hồi nãy 79.000 thì comment cho em đầm gút nha. Bộ này thì bộ đỏ, comment cho em bộ đỏ 79.000 size 20kg. Bộ này em có size từ 8kg. Xây từ 8kg cho tới nói chung là ở này có tới nhí đại cò luôn mấy chị. Xây này có nhí đại cò luôn nha. Mẫu này có nhí đại cò. Cò là tới 55kg á, 55kg mang vừa luôn. Mấy chị nào muốn bận chung với bé thì bận nha. Mấy chị nào muốn bận chung với bé thì mặc. Cái mẫu này mấy chị muốn bận chung với bé thì mấy chị mặc không sao hết. Mấy chị nào tin tin á, quần ngó, một cái quần ngó, mẹ nào mà tin tin nó mang chung với bé luôn á, được, ok. Một cái quần ngó, một cái áo, dễ thương. Xe cò này tới 55kg á, xe cò tới 55kg á, xe cò này to lắm. 55-57kg mang vừa luôn á. Xe nhí 89, xe đại 99, xe cò 115 mấy chị. Xe cò 115, 89, 99, 115. 89, 99, 115. Đẹp. Đẹp lắm mấy chị. Em có lấy bộ em bận luôn. Mấy bữa trước em có like á. Mấy chị nào có xem em like là biết em bận bữa trước em bận mấy bộ nào em like á. Em mới bận bộ này em like rồi. Thì mình đi bữa trước hay sao. Đẹp nha. Đẹp lắm. Nhất cái nách đó. Nhất cái nách đó mấy chị. Nhất cái nách đó mấy chị ơi. Một bộ đồ nơ hàng cao cấp. Đây em còn xe 8kg tới 35kg. Em còn xe 8kg tới 35kg. 8kg tới 35kg. Bộ này. Bộ này 129, 139 mấy chị. Em nói mấy chị hàng cao cấp. Mấy chị gờ vô cái vải kaki. Hồi nãy chị khách ra mà gờ cái vải mà. Chị kêu sao cái vải đẹp. Hàng cao cấp lúc nào. Cho dù nó là kaki nhưng mà cũng phải là kaki loại 1 nha mấy chị. Kaki loại 1. Như nghe nói là kaki loại 1 thì nó rất là mềm, mịn. Chứ nó không có thô như mấy cái kaki mà hàng bình thường đó mấy chị. Tại vì nó là hàng cao cấp mấy chị. Nó là hàng cao cấp cho nên nó mềm, nó mịn lắm. Nó mịn còn hơn cái da em nữa. Mặt mịn còn hơn da mặt em nữa. Đẹp lắm. Nó là quần kaki nha. Nhưng mà nó đẹp cực kỳ. Em có xây 8kg tới xây 37kg. Cái xây 40 mấy kg em bán rồi. Nói chung là bộ này 119, 129 quá đẹp. Ý 129, 139 quá đẹp. Mấy chị nghe em nói giá mấy chị nghĩ sao. Ờ nhỏ này trời bán bộ đồ mà
có bộ đồ mà bé bình thường thôi 129, 139. Bán giá cao không có cao đâu mấy chị. Đồ nhà em mấy chục ngàn cũng có, mấy chục ngàn cũng có chứ không riêng về không riêng về mấy cái đó. Nhưng mà hàng sau thì em bán vậy, mấy chị nhận về, mấy chị cầm vô tay của mấy chị gờ chắc vải, mấy chị mới biết là cái giá trị của nó là xứng đáng. À, thiệt, cái giá trị xứng đáng. Tại em bán em cho mấy chị đổi vô điều kiện mà. Tội tình gì em phải, ví dụ như mấy chị, cái việc mấy chị gỡ, mấy chị shipper giao lại, mấy chị cứ việc gỡ ra, em lúc nào cũng làm đơn cho mấy chị là cho kiểm hàng hết, thì mấy chị cứ việc gỡ ra, mấy chị không thấy ưng, mấy chị cho quay đầu về. Ai tốn tiền ship, em là người tốn tiền ship, thì tội tình gì em phải làm vậy chi cho em tốn tiền ship mấy chị, đúng chưa? Không có tội tình gì em nói vậy để em tốn tiền ship chứ. Nhưng mà em đã tốn tiền ship thì em phải vải chắc vải như thế nào. Em bao cho mấy chị thì tất nhiên mấy chị phải hiểu là cái độ đẹp của nó. Em đã bao cho mấy chị rồi mấy chị là em tự tin với cái sản phẩm của em bán ra, em tự tin với nó thì em mới bao với chị được. Thì mấy chị biết cái độ đẹp của nó ha. Đây, một bộ quần ghi ống, một bộ quần thun ống suông cho bé gái. Em còn xây từ 8kg tới 20kg. Từ 8kg tới 20kg, bé nào hơi tròn tròn thì sụt xuống ký em nha. Bé nào tròn tròn thì 18kg thôi, bé nào hơi nghiêng về chiều cao thì bé là 20kg. Một bộ bò sữa, bộ này em sale 79.000. Bộ này em sale cho mấy chị 79.000 nha. Chứ mà không, bộ này em bán tới 89.000. Giờ còn sale nhí em bán mấy chị 79.000. Bộ bò sữa xanh, comment cho em bò sữa xanh nha. Từ 8kg cho tới 20kg. Bé nào hơi kiểu hơi tròn tròn thì 18kg giùm em, còn bé nào nghiêng về chiều cao gầy gầy thì 20kg giúp em. 79.000, 79.000 mới chiêu một bộ đồ 79.000, không ai bán mấy chị bộ đồ 79.000. Có nhiều khi em tưng tưng mới bán kiểu đó mấy chị. Một cái đầm phối nè mấy chị nhìn phối nè, phối nha, không in nha, mai đắt lên luôn chứ không phải là in nha. In viền thì nó quá trời đơn giản mấy chị, in viền thì đơn giản, in mà nó đơn giản lắm. Cái này nó phối nguyên cái viền thun luôn, cái này là thun luôn nha mấy chị. Hai bên ở dưới là đuôi cá, size 8kg cho tới 24kg. Em có size từ 8kg tới 24kg. 24kg là bé nào hơi tròn tròn, còn bé nào gầy là phải 26kg. Bé nào gầy là 26kg nha mấy chị, nghiêng về chiều cao á, chứ không phải là gầy mà bé hơi cao á, chiều cao vượt trội thì 26kg, còn bé nào da thịt vượt trội thì 24kg. 89.000 cái đầm nữa nha chị, 89.000. 89.000 giống như em là da thịt vượt trội đó. Giống như em là da thịt vượt trội đó. Ủng hộ em đi mấy chị yêu, quá trời rẻ, rẻ lắm rồi đó mấy chị, em nói thiệt luôn, rẻ lắm luôn rồi đó. Ủng hộ em một cái đầm đi mấy chị yêu, ủng hộ em cái đầm đi mấy chị yêu ha. Mấy chị còn xem em like không, mấy chị comment cho em cái, chào em cái mấy chị yêu. Đây, 89.000 cái đầm. Mấy chị mua cái đầm này về mấy chị không hối hận đâu, đẹp lắm, cho bé đi học đi chơi rồi cũng được. Con mình nói chị, mấy chị mua đồ đẹp cho con mình đâu có uổng đâu mấy chị. Trời ơi, vô mấy chị ha, có ai vậy trời, có ai mặc đồ đẹp gì, có ai vậy. Ừ, con mấy chị đó vậy đó, mình đâu có ấy đâu mấy chị, mình đâu có lỗ lãi gì đâu mấy chị, đúng không? Mình không có lỗ lãi gì hết á, mình bé con mình bận đồ đẹp, mình được mang tiếng thơm mà nhỏ đấy. Con nó đi học mà nó còn trao con còn nhỏ mà bận đồ đẹp để lịch sự với con nó rộn ràng, mình cũng được tiếng thơm mấy chị. Con bận đồ bê bối mình cũng bị lay đúng không? Kệ nó, bộ đồ giờ rẻ lắm, có nhiêu chứ, bộ đồ mấy chục ngàn bằng mấy chị đi ăn sáng cái là xong hết. Còn em hồi xưa em đâu có điều kiện đâu mấy chị, toàn là bận đồ cho thôi mấy chị. Bởi bây giờ em bán đồ em bé là vậy, em muốn em bán đồ em bé em đi kiếm đồ giá đồ xịn, nhưng mà giá phải chăng, giá phải rẻ. Là hồi xưa em không có điều kiện đi bận đồ, cho nên bây giờ em mới bán đồ em bé để cho bé được bận đồ mới mỗi ngày. Nhưng mà cái giá em đưa tới với chị là phải hợp lý, chứ không phải là em bán. Nói chung là ai làm thì cũng kiếm tiền hết trơn mấy chị, ai muốn kiếm tiền cho nó. Ví dụ như em biết em bán gì, cái mục đích là em muốn cái gì đó, em có một cái sở thích gì đó, nhưng mà em cũng chủ tiêu là phải kiếm tiền.
nó là vậy chị, nhưng mà tiền em muốn em ít thôi cũng được, không cần phải nhiều, nó có vui là được rồi chị. Đây đồ ngốt, bộ này em có xe từ Nhí Đại Cồn luôn á, Nhí Đại Cồn, Nhí Đại Cồn mới kêu, Nhí Đại Cồn. Bộ này xe cồ tới 55 kg mấy chị. Bộ này cồ tới 55 kg. Bộ này hàng cao cấp nha, 99. Thôi bộ này bán cho mấy chị 89 luôn đi, 89, 99, 115. 89, 99, 115. Nhí 89, đại 99, cồ 115. Bộ này mà không xịn không đẹp, em cho mấy chị trả hàng em. Em cho mấy chị nghỉ chơi với em cũng được, đẹp lắm. Em dám bao là mấy chị nghĩ là mấy chị biết rồi đó, em dám bao là mấy chị tin em đi. Bộ đồ mà gờ tới tay mà nó mê, mà nó mê ơ hơn chứ mê chứ ê cái dài luôn à. Bộ đồ đẹp lắm mấy chị, ủng hộ bé mấy chị yêu, mấy chị yêu hồ ủng hộ bé đi. Đây bộ này em có xây từ 8 kg mấy chị, 8 kg tới 42 kg. Nhưng mà cái bo này nó không hề bo vô thịt da bé nha, nó không hề bo vô thịt da bé, nó không bo thịt da bé miếng nào hết trơn á, nó làm rộng rộng ra, nó làm rộng rộng chứ không phải là làm nó bo vô trong cái chân. Cho nên mấy chị không không có sợ, không có sợ nó khó chịu, tại vì nó bo là nó bo, nó làm bo vậy thôi nhưng không có dính vô chân, không có dính vô thịt bé đâu. Em có xây từ 8 kg cho tới 42 kg. Em có xài 8 kg nó bung 2 kg mấy chị, 8 kg nó bung 2 kg hốt cho em mấy chị. Bộ này em xài với chị 95, 105, 95, 105. Hồi bữa nay em xài bộ này cho mấy chị 89, 99 luôn đi, 89, 99 là em đào xuống, em đào xuống 6 giá rồi đó mấy chị, 89, 99. Bộ vàng rồi minh vàng cho em, bộ vàng rồi minh vàng cho em. Bộ này khách em trả, mấy chị có xem cái bài đăng của em không, khách trả hình bộ này bạn đẹp cực kỳ, mà nó không có dính vô chân đâu, nó không có khó chịu đâu mấy chị. Hàng của em bé mà mình đi mình cũng phải quan niệm, mình lấy đồ với cho em bé bạn nó thoải mái, chứ bạn mà nó khó chịu cũng khó, cũng khó lắm mấy chị. Một bộ đồ da, một bộ đồ ngố, một bộ đồ ngố em có xây từ 8 kg mấy chị. Bộ này em xả cho mấy chị 79 ngàn nha, bộ này em xả cho mấy chị 79 ngàn, bộ này em bán cho mấy chị 79 ngàn. Dạ bộ này đẹp lắm, 79 ngàn. Đừng chơi màu da nha, cái màu da là cái màu bạn hắc da nhất, bạn tôn da nhất. Dạ em gửi rồi chị An Quen, em gửi rồi á, lấy đi, lấy em giữ đơn cho chị, cho chị lấy bộ này em giữ đơn cho đẹp. Em bộ này bữa nay em xả xuống còn có 79 ngàn đó, chứ bộ này em bán hả, em bán 89, 99, bữa nay em xả xuống còn có 79 ngàn. Mấy chị cứ tranh thủ mua đi, 79 ngàn mấy chị tranh thủ mua đi, cái bộ này đẹp lắm. Em đang cầm là xe số 2 á, xe số 2 này 10 kg mấy chị, em đang cầm xe số 2 á, mua đi em giữ, em để đơn đây cho chị, lấy đi em để đơn đi cho chị. Bộ này em bộ đó em có xây cồ luôn mấy chị, em có xây cồ á, xây đại chứ, xây đại. Nếu em xả bộ này là nhí là 79 thì đại 89 mấy chị, nhí 79 thì đại 89, nhí 79 thì em bán với chị đại 79 nha, 89, nhí 79 đại 89 mấy chị. Bộ này đẹp lắm, da đẹp lắm. Mua cho con yêu mình không có gì là lỗ lã hết chứ mấy chị, không có gì lỗ lã hết. Em nói với chị em mình thương yêu con mình thì nhỏ lớn mình con yêu con mình nó cũng yêu thương mình lại à, không có gì lỗ lã. Cho ai thì có sợ, cho con mình là không có lỗ đâu mấy chị, cho chồng còn sợ lỗ nha. Cho chồng còn sợ lỗ, mình chăm sóc chồng sợ lỗ chứ chăm sóc con không sợ lỗ đâu mấy chị, thiệt. Tên em đi, chăm chồng thì sợ lỗ chứ con không sợ lỗ đâu. Bán mà tào lao các chị à. Đây 79, 89 mấy chị, nhí 79 đại 89, bán mà tào lao các chị ha, 79, 89 mấy chị,
79-89. Bộ da đẹp lắm á. Lấy đi, đừng hối hận cho coi, đẹp lắm. Ủng hộ bé đi mấy chị yêu. 79-89 một bộ da, một bộ màu da đẹp lắm. Bộ da đẹp nhất cái đất. Đây bộ màu vàng. Dễ thương không mấy chị? Bộ này em còn bộ 24 kg nè mấy chị. Bộ 24 kg nè. Với bộ 26 kg. Bộ 24 với bộ 26. Bộ 24 kg với bộ 26 kg. Bộ này em xem mấy chị 89 ngàn. Bộ này 89 ngàn mấy chị yêu. 89 ngàn. Dễ thương lắm. Đây bộ này bộ 22 kg với bộ 24 kg với bộ 26 kg mấy chị. Bộ 24 với bộ 26. Một bộ 24 kg, bộ 26 kg. Em xem mấy chị 89 ngàn bộ này nha. Trời ơi bộ này 89 ngàn, rẻ tụt quần mấy chị. Ủa 7 89 hả ta? À 89 ngàn mấy chị yêu. Tụt cái quần chưa? Đồ em bán có mấy chục ngàn, mấy chục ngàn mà có giá trị nha mấy chị. Mấy chục ngàn của em nó tuy gần rẻ nhưng mà đồ đẹp lắm, độ chất lượng ha. Có đó vàng rấu nha, cái bộ đó vàng rấu, còn bộ này vàng chứa y cho em. Đây vàng chứa y 20 18 16. Bộ này em có size 26 kg tới 35 kg. 26 tới 35 kg. Bé nào hơi gầy thì 37 kg được. Bé nào hơi gầy thì 37 luôn. Bé nào gầy thì bé nào hơi nghiêng về chiều cao thì 37, còn bé nào hơi tròn tròn thì 35 giùm em. Bộ này 89 luôn. Ơi xả bộ này mới cho mấy chị 79 luôn đi, 79 luôn mấy chị. 79 luôn. Bữa nay làm xả luôn á nha. Bộ này làm xả 79 luôn, bữa bán 89 em xả 79 luôn á. Tại cái miệng em đưa nói tào lao rồi. Cái xả xả cho chị đó 89 mấy chị yêu. Ơi cái máy em nó, cái tay máy em nó bị tào lao rồi, nó không có thấy, không biết có mấy chị có cầm hay không, sao thấy nó bỏ tiêu hết rồi. Bảy mươi chín luôn mấy chị, bộ này em bán 89 nha, hôm nay em xả với chị 79 nha. 79 nha. 35-37 kg đổ xuống nha. Trời ơi rẻ dữ mấy chị. 79 luôn á, bữa nay em xả 79 là em không xả được nữa đâu. Giá này là hết đát rồi đó nha mấy chị. Cái này hết đát là không xả được nữa đâu. Ủng hộ em đi. Nhiều khi không phải là gọi là xả gì đâu mấy chị. Bán buồn mấy chị, cứ thôi kệ đi. Giảm xuống 5.000, 10.000 mấy chị vui là được. Giảm xuống 5.000, 10.000 mấy chị vui mà được. Em lợi ích chút xíu cũng được. Em lợi ích chút xíu cũng được. Không sao, không có vấn đề gì hết. Em lợi ích chút xíu cũng không vấn đề gì hết. Quan trọng mấy chị vui là được. Mấy chị mua hàng em, mấy chị không vui em cũng không vui đâu. Mua hàng em là phải vui, em mới vui. Comment cho em nè, vàng gấu với vàng chứa y nha. Vàng này vàng gấu nè, vàng nó vàng chứa y. Đầm Quán Châu nè, em bán cho chị 89 ngàn nè. Đây cái đầm Quán Châu bán với chị 89 ngàn nè. Xây 37-40 kg mấy chị. 35-37 kg đi. Bé hơi tròn tròn chứ có 35-37 kg à. Đây Quảng Châu nha, bán cho mấy chị 89 ngàn nè. 89 ngàn.
89.000 nè. Hốt đi, Quảng Châu, dễ thương lắm, màu đỏ, 89.000. 89.000 Quảng Châu mà em bán 89.000 là không 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 còn bớt nữa đâu. 89.000. 35 37 kg. Là Quảng Châu quải nó mịn lắm, quải đã lắm. Quải nó siêu đẹp luôn mà. Quải nó siêu đã luôn. Ai xem like chào em cái 23 với em cái cho vui mấy chị. 23 với em cái cho vui ơi. Bấm số 2 cho em ơi, số 2 số 3 cho em cho em vui ơi. Không 23 với em cho em buồn ghê. Không 23 với mình hết trơn trời. Buồn dữ trời. 23 chào em cái cho em vui. Chứ nhiều khi tắt like cũng thấy có tương tác mấy chị cũng vui vui mấy chị. Để tắt like không có tương tác qua cho em buồn lắm. Buồn xấu mình. Chiều dạ chip bé, chip bé, chip chim ba chim sáu bé 18 kg đổ xuống 45 ba cái 28 kg đổ xuống 50 ba cái, 37 kg đổ xuống 3 cái, 60 đây. Cái này là xe chở 30 kg á, xe 160 nè, 160 này chắc cỡ 30 kg á. Đây lấy mấy ký lấy cho một set quần gồm 3 quần vậy nè, xanh, hồng, hồng phấn, hồng sen. Một set thì là nó sẽ bán 3 quần một set, 3 quần nữa một set. Xây từ 28 kg tới 37 kg là 60, còn từ 18 kg tới 28 kg là 55, từ 8 kg tới 18 kg là 45. Ủa bốn 50 chứ, 50 55 60 đúng rồi, 50 55 60 lấy thì comment cho em sếp, lấy comment cho em sếp bao nhiêu ký thì comment cho em nha, em lấy cho 50 18 kg cỡ tập từ 8 kg tới 18 kg là 50 ba cái, 50 ba cái, 18 tới 28 là 55 ba cái. Giải này đẹp lắm. Em bán hàng mấy chị tin, mấy chị biết rồi. Thà mà hơi mình nhỉnh nhỉnh tiền xíu mà vải nó đẹp là ok mấy chị. Bé mà con mình mà cục vàng cục ngọc của mình mà, mình phải bận cho nó phải thoải mái tí xíu. Bận cho nó đẹp tí xíu, thoải mái tí xíu chứ nó không có thoải mái mà. Mấy chị mua rẻ tiền nó không thoải mái như vậy. Vải đẹp lắm. Comment cho em nha. Hello, hello, hello. Xét quét này em còn. Xét quét này em còn cầu xe máy, xe máy đây. Xét quét này em còn từ xây từ xây tới 32 kg nè mấy chị, mấy chị. Từ 8 kg tới ba, từ 12 kg tới 32 kg. Từ 12 kg tới 32 kg nè. Từ 12 kg tới 32 kg. Xét quét. Em bán cho mấy chị 89 99, nhí 89 đại 99, nhí 89 đại 99, bộ đẹp lắm. Đây nhí 89 đại 99 nè, dễ thương không,
dễ thương mấy chị. 8999 một cái bộ sách web, 8999 nha, rất dễ thương, cực ngầu cực đẹp. 8999 đó mấy chị, sách web. Chiều ơi, sách web 8999 nha. Ô, ở đây còn cái nè, cuộc mà không vô ha. Kỳ ghê. Đây, bộ này em bán cho mấy chị 79.000 nè. 79.000. Em xả cho mấy chị bộ bài nào này 79.000 luôn. Xả mấy chị bộ đùi này 79.000 luôn. Xả bộ đùi mấy chị 79.000 luôn. Em còn bộ 30kg với bộ 30kg với bộ 32kg, 32-33kg. 79.000 luôn. Bộ 30 với bộ 32-33kg. Là em bộ 30kg với bộ 32-33kg mấy chị, là em mấy rồi đó, em thoải mái rồi đó, em chơi với chị bằng thoải mái rồi đó, chơi bé bằng thoải mái rồi đó, đừng chiều thao nữa nha mấy chị, chiều thao nó rộng lắm. Bộ 30 với bộ 32-33kg mấy chị 79.000 luôn. Sale mấy chị bộ này 79.000 luôn, chứ bộ này bán 89 đó là sale mấy chị 79 á. Ủng hộ em đó mấy chị yêu, mở hàng đi mấy chị yêu ơi, mở hàng bộ mấy chị yêu ơi. Nè, xả tụt cái quần luôn rồi đó, giờ không còn cái quần để bận luôn ha, còn quần để tụt luôn ha. Cái này sẵn có ở đây bán luôn cho rồi nè, cái bộ này hôm qua mới like, này like nữa nè. Đây 119.000 mấy chị yêu, đao xuống 20 giá 119.000, bộ tracker quá trời đẹp luôn mấy chị, đao xuống 20 giá nha, là 119.000. Em còn xây 46 với xây số 10, bộ 46 với bộ số 10. Số 10 là xây đại em bán 119 luôn á mấy chị. Mấy chị thấy ghê gớm chưa, 119.000 bộ này mấy chị không đi đâu mua được. Giống như em bán mấy chị cái áo tặng quần vậy đó. 4 em đang cầm với số 10. Số 6 6 4 6 6 10 466-10 mấy chị, 466-10 mấy chị, 119.000 luôn á. Báo mấy chị bộ này 119.000 luôn đó mấy chị yêu. Thích được comment cho em cam nha, 119.000. Bộ này hổm về là mới về là em bán 149.000 xe đại lên. Bộ này em xem với chị 59.000 nè. Em xem với chị 59.000 à. Em có xây 10 à... Em xem với chị 49.000 à, 59.000 nè. Em có xây 13-14kg với bộ 18kg. 13-14kg với 18kg. Em xem với chị 59.000. 59.000 mấy chị yêu. Hốt mấy chị. Sao like bữa nay like bến trang này buồn dữ mấy chị.
Để em chút nha chị yêu. Đem ra live tiếp nữa chị ơi. Đem like mấy cái đậm xả mấy cái đậm cho mấy chị nghe. Mấy chị xem like mấy chị thấy thích rồi chị comment cho em nha. Cái bụng quá mấy chị. Chưa có ăn gì đâu. Trời ơi chết luôn. Đem like cho mấy chị bổ tên. Bổ tên nè. Từ 8kg cho tới 40kg. Từ 8kg tới 40kg mấy chị. 99-109. 99-109. Đẹp nhức mắt. Đẹp lắm. 99-109 mấy chị. Mấy chị biết em bán cái giá đó là mấy chị biết phải đồ phải đẹp, phải đỉnh mới có giá đó mấy chị. Còn mấy cái đồ mà bán mấy chục nó cũng đẹp nha. Nhưng mà mấy chục nó sẽ có đẹp theo mấy chục. 50-60 nó sẽ có đẹp theo 50-60. 70-80 nó sẽ có đẹp theo 70-80. Nó kiểu vậy mấy chị. Hình như đây có bộ ngố. Cái này ngố nó không phải ngố mà giống như kiểu nó hơi lửng lửng mấy chị. Mấy bé mình bặn nó hơi lửng lửng nha. Mấy bé nó bặn sẽ hơi lửng lửng. Dài luôn chứ lửng gì, cái bộ này dài luôn mấy chị. Mày dễ thương quá à. Dài mày dễ thương quá à. Dài chắc cũng không dài lắm, em nghĩ cũng không dài lắm đâu. Chắc nó cũng thấy thương á. Đây. Dễ thương không mấy chị. Bộ này bữa nay em xay cho mấy chị 69-79 ngàn luôn. Bộ này bữa nay em xay cho mấy chị 69-79 luôn. 69-79 luôn mấy chị. Nhí 69 tại 79 luôn nha. Nhí 69 tại 79. Trời ơi, bộ đồ gì mà em bán 69-79 nhức nách luôn mấy chị. Mấy chị không đi đâu mua được bộ đồ này 69. Giá nhí là 69 đại 79 đâu. Đẹp. Đẹp lắm. Đây. Đẹp cực kì. Màu vàng 69-79 mấy chị. Cái quần coi. Dài mà dễ thương lắm. Nhí 69 đại 79 mấy chị. Nhí 69 nha. Chị nhìn bộ đồ nè. Đã không? Nhí 69 đại 79. Nhí 69 đại 79. Nhí 69 đại 79 mấy chị. Một bộ đồ quần dài tay ngắn nhí 69 đại 79. Nhức nách cho mấy chị. Xả nha, bộ này là em xả rồi đó. Bộ này là giá xả của em rồi đó. 69-79 là giá xả đó. Để em ghi giá xả lại. Nhưng nữa nữa em quên em bán giá cũ mấy chị chữ à. 69-79. Sáu mươi chín bảy mươi chín bộ này. Nhức nách chưa? Em xả thôi, em xả nhức nách đó mấy chị. Em xả giá mà tụt quần luôn. Em xả thôi, em xả giá ghê lắm. Đây em xem mấy bộ đồ size lớn cho mấy chị nè. Em xem mấy bộ đồ lớn cho mấy chị nè. Cái bộ này em còn size M với size 1X. Size M với size 1X với size 3X. Size M này là tầm 37kg mang vừa mấy chị, 35kg á. Nói chung 35-37kg á. Quần này thì nó nghiêng về bo, mấy chị không sợ nó bo nhưng mà bo bự lắm, không có nhỏ đâu. Mấy chị đừng có sợ. Nó dài. Tại cái đáy không có làm như này nữa mấy chị. Thấy chưa? Đáy không như này rồi. Thấy không?
cái quần chỉ có nhiêu thôi. Bộ này em xe cho mấy chị 89.000 luôn á. Cái mẫu này em xe cho mấy chị 89.000 luôn đó. Là lỗ đó nha mấy chị. Là lỗ, lỗ rồi đó nha. Lỗ tụt quần nha. Bộ này em bán mấy chị 89.000. 89.000 mấy chị yêu. Ủng hộ bé đi, 89.000. 89.000 mà tới xe cộ luôn mấy chị. Trời ơi, nó cứ đắt chưa. 89.000 tới xe cộ luôn rồi đó. Thích thì comment cho em nha. Mấy chị không có thời gian xem livestream thì mấy chị xem lại livestream, chụp màn hình gửi inbox cho em. Còn say em sẽ báo mấy chị. 89.000 em xả mua rồi. 89.000 quá trời rẻ đó mấy chị yêu. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Quá rẻ cho một cuộc tình mấy chị. Trời ơi, đây còn cái xếp nào, còn xếp nữa nè. Buồn bã thiệt chứ. Mấy chip này á mấy chị, mấy chip này nó ấy lắm, nó bặn đã lắm. Đây em lấy mấy chip Quảng Châu em xe em còn này, em còn em xe em lên like cho mấy chị. Đây. Trời ơi, này mà cỡ bé mà cỡ 12 kg mấy chị. Nhưng cái nách quá trời đẹp luôn á. Này mà cỡ 12 kg bận đẹp lắm luôn. 89.000 mấy chị yêu. Cái này là hồi tới đây bán 119.000. 129.000. Không, 125.000. Em bán 125.000 đó bữa nay. Bữa nay em bán còn có 89.000 là em lỗ tụt cái quần. Tụt cái quần luôn á, không còn cái quần luôn á. 89.000, sọc cho em, sọc cam cho em nha. Comment sọc cam cho em nha, 89.000. Xây này là 12 10 kg, 10 kg nha mấy chị. 10 kg bé tròn nha, còn bé nào hơi nghiêng chiều cao lấy giùm em 12 kg nha. Đẹp lắm. Và mấy này mấy chị chê nó là thua luôn. Mấy chị chê nó thua luôn. Đẹp lắm. Đây cái này em còn ở đây có một cái 10 kg mấy chị. 10 kg. 10 kg. Đó, comment cho em 10 kg. Cái đầm này em sẽ cho mấy chị 59.000. 59.000. Đó. Có một cái thôi 10 kg mấy chị, 59.000. Em lấy xe 69 lận mấy chị. Mà thôi đi 59 thôi. Mấy chị nào không có thời gian xem livestream cứ cầm cứ xem đi rồi xem lại đi rồi cứ chụp màn hình gửi em là ok nha, em lấy cho. Vàng. Body nha mấy chị. Body nha. Trời ơi, nhất cái nách chưa tròn. 12-13 kg. Nhất cái nách chưa? 12-13 kg mấy chị. 89.000, 12-13 kg. Trời mấy cái này mà hồi hổm là em bán là 120 mấy ngàn không á, này là Quảng Châu hết nha mấy chị. Quảng Văn Châu đẹp nha. Quảng Châu không phải mấy chị mua hàng Quảng Châu á. Em nói mấy chị nghe, nhiều khi mấy chị bị mua hàng Quảng Châu xấu rồi. Cái mấy chị nghe em nói hàng Quảng Châu mấy chị cũng nghĩ tưởng đâu Quảng Châu giống như Quảng Châu mấy chị mua không đâu. Quảng Châu hay Việt Nam hay là tất cả các thương hiệu nào cũng vậy. Nó sẽ có thương hiệu, nó giống như Quảng Châu thì cũng có thương hiệu đẹp, thương hiệu xấu chứ. Đâu phải cái nào cũng đẹp không đâu. Nhưng mà em bán là đẹp không à, em bán vải đẹp em bán, vải xấu em không bán. Lỡ mà em nhặt về nghe, lỡ mà vải xấu em không bao giờ bán. Thà em để đó chứ em không bán. Thà em để đó em lỗ chứ em không có để mất khách nói chị. Đây cái màu đỏ nè. 12-13 kg màu đỏ, 11-12 kg. Đỏ 11-12 kg. Cứ thích comment cho em nha, 89.000. Đồng giá 89.000 hàng Quảng Châu. Nhất cái nách. Giật cái nách. Dịch cái nách mấy chị. Vàng em có 2 cái 89.000. Xanh này là em có xay mấy chị. Đây em có xay từ em xem mấy chị cái đầm này 69.000 thôi mấy chị. Đầm này em xem mấy chị 69.000. Em có xay từ 8kg tới 18kg. 8kg tới 18kg. 8kg tới 18kg em xay 69.000.
8kg tới 18kg thì sale 69.000. 8kg tới 18kg sale 69.000. Thôi lên tương tác nhiều được rồi mấy chị ha. Em tắt like ha. Em tắt like ha. Ngày mai hẹn mấy chị. Hẹn mấy chị ngày mai ha. Em tắt like đi. Hẹn mấy chị lên ngày mai đi ha. Ngày mai mình gặp lại mấy chị yêu ha. Ngày mai gặp lại mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye chị yêu của em. Bye bye.